Chào các bạn, hôm nay mình sẽ vẫn tiếp tục dạng bài so sánh Mỗi một dạng bài thì là mình sẽ đi khoảng tầm 4-5 bài gì đó Sau đó là mình sẽ phân tích Rồi mình sẽ chuyển sang các dạng bài khác Bây giờ mình sẽ đến với cái bài hôm nay nhé Vẫn là cái câu hỏi quen thuộc là điều tác giả muốn nói đến nhất trong đoạn văn này là gì? Chime do no takai <laughs> Sipichisa bakari tekito ni

tạo ra một cái cuốn tạp chí chứ đúng không tạo ra một cái cuốn tạp chí cái cuốn tạp chí đấy lại như thế nào là soroe tệ -e", là có đầy đủ hoặc là trang bị đầy đủ một cách tekito một cách rất là phù hợp này à, chỉ toàn những cái người viết những cái tác giả hay là những cái người viết có cái chi mê độ nộ no, takai là những cái người mà có cái uh, danh tiếng cao hay là những cái người mà nổi tiếng không thôi ấy, đúng không thì ở đây mình sẽ có bakari này tekitonisoroite là chỉ có uh, trang bị đầy đủ hoặc là chỉ có soroe uh, đựng đầy đủ những cái người mà nổi tiếng không thua một cách rất là tê-kí-tô một cách rất là phù hợp và hợp lý thì cái việc edit một cái cuốn tạp chí như vậy tạo một cái cuốn tạp chí như vậy thì ta tôi tệ ý và nó một cách ví von nó một cách so sánh thì là monoda nó là cái thứ mà đúng không như vậy câu danh từ mà A là B đúng không? Cái việc edit đấy nó là cái việc mà nó giống như kiểu mitai tai đúng không? Giống như kiểu là một cái liêu li zin, một người nấu ăn, một đầu bếp. hoa sự ở đây là trang hoàng trang trí cái socu một cái bữa ăn mà sử dụng rất là tốt, khéo léo các cái đồ ăn instant tộ là những cái đồ ăn nhanh. Thì người ta đang so sánh cái việc edit một cái cuốn tạp chí toàn những cái người nổi tiếng nó giống như là những người nấu ăn chỉ có nghiêng hoa sự là trang trí cái bàn ăn của mình một cách rất là khéo léo các cái đồ ăn nhanh sippai no kike wa các bộ cd này ga chikuru yorokobi wa skurai mặc dù cái mức độ nguy hiểm hay là cái độ rủi ro về thất bại thì nó sẽ khá là ít nhưng mà cái niềm vui trong sáng tạo thì nó cũng không nhiều người ta vẫn nói về cái gì ạ à? nói về cái chủ ngữ ở bên ở, ở câu đầu tiên nhá. nó vẫn lặp lại chủ ngữ ở câu thứ hai nhá. tiếp đến này soko e yukuto mada katai tsubomi o mitsuke dashite kore ni atatakai haru no kaze o okuri hana ni sodateru henshiu no shigoto wa sore jitai ga hitotsu no geizutsu de aru Sokoe yukuto Yuku ở đây nó chính là bằng với cái từ y cự ấy các bạn nhưng là nói đến đây hoặc là nhắc đến đây hoặc là uh, Nói đến cái chỗ này ấy Thì là cái gì? Thì là cái gì lại nhìn xuống đến cái kết thúc câu Là hitot sự nộ gây rất sự đé đự Vậy lại tiếp tục câu danh từ Vậy là đi tìm chủ ngữ thôi Cái chủ ngữ của mình là quá đây Là cái shigoto đây Đúng không? thấy cái thể T ở đây và cái thể kết lửng ở đây nhưng mà cái chủ ngữ nó nằm ở đây nên là cái đoạn T rồi kết lửng này nó cũng chỉ bổ nghĩa cho cái Shigoto này thôi mình sẽ dịch là cái chủ ngữ là cái công việc edit cái công việc edit đấy như thế nào thì mình sẽ dịch mình sẽ thấy cái động từ T này động từ Okuri này và cái động từ surateru này cả ba cái động từ đi đằng trước đây nó đều bổ nghĩa cho cái Henshiu no Shigoto mình xác định được chủ ngữ rồi thì mình sẽ xác định cái mệnh đề danh từ trong chủ ngữ thì cái mệnh đề danh từ trong chủ ngữ nó có ba dạng giống như cái buổi đầu tiên ấy thì cái dạng này nó thuộc cái dạng là động từ kết hợp với danh từ là cái công việc edit mà làm sao cái công việc edit mà mình tìm ra mitsuke sự tìm ra các cái nụ hoa mà còn vẫn còn kiểu katai tsubomi là cái nụ hoa nó vẫn còn đang chúm chím ấy nó còn đang chưa nở ấy tìm ra các cái nụ hoa còn chưa nở này À, rồi kaze okuri là thổi vào cái ngọn gió xuân còn ấm áp vào trong đó này vào trong đó là vào trong cái gì thì cái đại từ chỉ thị này gặp rất nhiều nó sẽ thay thế luôn cho cái katai Tsubomi này này là mình tìm ra cái nụ hoa đấy này rồi thổi cái ngọn gió xuân ấm áp vào trong cái nụ hoa đấy này vào trong đó này Yeah, rồi uh, gọi là nuôi dưỡng đúng không uh, um, soda tê đự nuôi dưỡng nó thành một cái một cái bông hoa ấy thì cái công việc edit như thế nó là một cái nghệ thuật còn cái từ sorejita ở đây là bản thân cái việc đó Bản thân cái việc mà Cái công việc edit đấy nó là Là một nghệ thuật Thì mình sẽ thấy cái từ Sore này Kore ở đây nó là đại từ chỉ thị Và nó thay thế liền kề cho cái ý ở đằng trước Đúng không? Vậy Sore ở đây nó chính là thay thế cho hen no Shigoto Còn cái Kore ở đây nó thay thế cho Katai Tsubomi Ấy thì khi mà mình phân tích như thế Thì là mình sẽ thấy rằng Cái đại từ chỉ thị này nó không chỉ thay thế cho Cái câu ở đằng trước Mà có thể thay thế cho cái cụm từ ở đằng trước hoặc là thay thế cho cái um, ý ở đằng trước đấy thì tùy mình sẽ phân tích dần dần. Số yêu cầu nó có nó Edita và số đấy hơn ốc ý được tôi không cân nghe ra được này cả. Sự kiện đã sai nó nó cái cả nó cái gì mà kỳ quá mệt để xí ba xí ba. Cú yêu số do tự kỷ hiện sự đã tồn tại sự nó đều là được mai Thì trong câu này mình thấy khá là dài thì mình sẽ chia ra làm hai mạch. Thứ nhất là gà này là một mạch này tiếp đến là đế họa a mai cà là một mạch số 2 cái gà ở đây thì là trong cái gà này mình sẽ đi tìm chủ ngữ của cái cụm con này là cái editor là những cái người editor, những cái người biên tập mà có cái khả năng như vậy. Khả năng như vậy là cái khả năng ở bên trên ấy là mitsuke đa sự cái tsubomi này rồi thổi cái ngọn gió xuân vào trong đấy này rồi uh, nuôi dưỡng nó thành một cái bông hoa ấy thì những cái người editor có cái khả năng như vậy thì là sorehodo okiruto iruto ạ, kangaerarenai ga là không thể nói rằng là không thể cho rằng là nó có nhiều đến mức như thế à, Nhưng mà Sugureta ở đây là kiểu rất là giỏi đúng không? Tài năng đấy Sugureta sai no no kai ka no kage ni wa Ni ở đây thì nó sẽ đi với cái từ son dai sư rự ở đằng sau này, này Là cái miêu tả trạng thái của sự vật sự việc là trong cái gì thì tồn tại cái nọ cái kia Là dưới cái kage ở đây viết bằng chữ hiragana Nên các bạn sẽ có thể hơi khó nhận biết một tí Là cái dưới cái cái bóng ấy, đúng không dưới cái bóng của những cái bông hoa à, tài năng à, rất là xuất chúng đấy à, thì là à, phải chăng là là cái việc là có tồn tại hay không Cái sự edit tài tình Hoặc là cái sự edit sáng tạo Đầy tài tình như vậy Đúng không? Shiba Shiba Đây là thường xuyên đúng không? Kyuamete ở Đây là vô cùng thường xuyên Có là dưới cái bóng của những cái bông hoa nở rộ Hoặc những cái bông hoa mà tài năng Đấy Thì là luôn luôn uh, Thường xuyên là phải chăng là thường xuyên uh, Tồn tại cái sự edit đầy tính sáng tạo kiểu như vậy thì cái từ cô yêu tô ở đây nó cũng chính là bằng số yêu mà số yêu thì nó cũng chính là bằng cái 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 câu ở trên này này là cái Tsubomi tìm ra cái Tsubomi rồi uh, tìm ra ngọn gió xuân rồi tìm rồi nuôi dưỡng nó thành bông hoa thì cái bài này nó là cái dạng bài so sánh đúng không nó đang so sánh cái gì với cái gì cả nhá một lá so sánh cái uh, shippey chữ xạ đúng không là cái người viết mà có cái mức độ nổi tiếng rất là cao với cái việc là bông hoa còn chớm nở và bông hoa nở rộ những cái người mà có cái um, độ nổi tiếng cao ấy thì nó sẽ tương ứng với lại cái bông hoa đã nở còn những người mà chưa có cái mức độ nổi tiếng cao ấy thì nó chính là cái chubomi là vẫn còn đang hé nụ Đấy thì mình sẽ hiểu cái nội dung uh, là như vậy Thì những cái so sánh như là bông hoa này, như là instant tổ này Nó chỉ là cái đối tượng so sánh cho cái gì là chính ạ Cho cái việc edit cái cuốn tạp chí mà có những cái người nổi tiếng cao thôi Nên là cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất nó không phải là hoa Nó cũng chẳng phải là instant tộ Mà là cái sự nổi tiếng là những cái tạp cuốn tạp chí của những cái người viết nổi tiếng đúng không nên là mình phải tìm ra được cái ý đấy là cái điều tác giả đang muốn nói đến nhất là gì này Mà đã yêu mê đến nay sipitsa no sai no ga hana hiraku kage ni wa yushu na henshu ga iru và nó chính là cái đáp án bà ấy luôn nè là dưới cái bóng của những cái bông hoa à, của những cái tài năng của những cái người viết nó không nổi tiếng chưa nổi tiếng cho lắm à, được nở rộ ấy thì là tồn tại những có những cái người edit rất là tài tình rất là à, yêu siêu đúng không rất là ưu tú còn bên dưới là cái số 2 là gì? Jarkio chiko độ tối của ni sáng tạo de de là cái việc tạo ra những cái cuốn tạp chí là cái công việc đầy tính nghệ thuật và sáng tạo để mà nuôi dưỡng những bông hoa thì cái này nó cũng nó, nó sai rồi đúng không? Kanta ni zakushi yori jikan o kakete sareta ga yo ga i. Thì cái này cũng sai vì nó không hề nói đến cái việc là nó không hề nhắc đến cái việc là tạo ra những cái so với những cái cuốn tạp chí được làm ra đơn giản rồi làm ra mất thời gian thì không hề nói đến cái việc mất thời gian hay là đơn giản gì cả. Câu 4 là gì sai? Câu 4 là gì? Yushu na sai no motsu henshuu sagereba yoi yori yoi được ni được là có thể tạo ra được những cái cuốn tạp chí rất là tốt nếu như mà có những cái người mà uh, edit tài năng nhưng mà cái điều mà người ta đang muốn nói ở đây là gì? Là cái câu cuối cùng này này, đúng không? Phải chăng là tồn tại những cái sự edit rất là tài tình uh, Đằng sau những cái tài năng nở rộ đấy, đúng không? Có là người ta sẽ tìm ra được những cái người mà chưa nổi tiếng nào vẫn còn đang chư bô đấy Để mà có thể giúp cho họ thành công đấy, kiểu vậy uh, Nuôi dưỡng rồi... Thổi cái làn gió xuân vào trong nó Rồi nuôi dưỡng nó thành một bông hoa để trở thành nổi tiếng Đấy. Thì báo chí nó đóng một vai trò quan trọng ấy Nên là nó có cái câu số 1 này này Dưới cái uh, sự nở rộ của tài năng Của những cái người mà viết văn nổi tiếng Chưa nổi tiếng lắm ấy đúng không Thì là uh, có sự edit tài tình đúng không Có những người edit rất là ưu tú Và nó là cái bài của ngày hôm nay đến buổi sau thì mình sẽ đến cái um, dạng bài khác nó vẫn là vẫn câu hỏi là điều tác giả muốn nói thôi nhưng mà nó sẽ là tìm cái ý nghĩa cho cái câu gạch chân và mình sẽ hẹn các bạn vào buổi sau nhé